Thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 năm 2022. Xin chào tất cả mọi người. Rất vui vì được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ quen thuộc trên kênh vlog của Thưa nha. Ok mọi người ơi, hôm nay thì mình đi sửa đàn á. Thì mình đi sửa ở tiệm đàn Hoàng Duy. Tại vì đây là cái lần đầu tiên mình được bước vào tiệm đàn này á mọi người. Cho nên là mình nhất định phải quay video lại để cho các bạn xem. Để cho các bạn cùng khám phá ở tiệm đàn Hoàng Duy này như thế nào mọi người nhá. Ok, xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng xem video nào. Chúc các bạn xem video vui vẻ nha. Rồi ok, chúng ta cùng đi vào bên trong nào các bạn. Let's go. Rồi bước vào bên trong thì như các bạn cũng có thể thấy rồi ha, có rất là nhiều mẫu đàn luôn, tha hồ chúng ta lựa chọn ha. Ngoài cái đàn ra thì anh ấy còn bán organ nữa mọi người. Đây là piano nhé mọi người. Một dãy ghế và organ ở đây. Và có hai bé đang ở đó. Mọi người biết không, hai bé đó đang học á. Tại vì ở đây anh ấy có dạy piano, có dạy guitar nữa. Rồi và đây là chỗ mà anh ấy sửa đàn á mọi người. Cây đàn của mình vừa sửa xong rồi á. Mình cũng quên hỏi ảnh là khu vực này là như thế nào. Theo như mình nghĩ thì đây là khu vực giao lưu. Các bạn xem đúng không? Rồi cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi video này nha. Bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này tại đây thôi. Các bạn cũng đừng quên cho mình một like nha. Và nếu mà các bạn nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ơi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ quen thuộc vào tuần sau vào lúc 20:30 nha.